Thưa quý vị và các bạn, với diện tích rừng tự nhiên lớn, A Lưới là đích ngắm của những đối tượng lâm tặc bởi giá trị của các loại cây gỗ quý hiếm. Thời gian gần đây, đường dây nóng thời sự liên tục nhận được các phản ánh của người dân về tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép tại khu vực đang thi công của thủy điện Sông Bồ thuộc địa phận xã Hồng Hà, huyện A Lưới. Sau nhiều lần liên hệ, phóng viên đã được một người dân đồng ý dẫn đến địa điểm được cho là hiện trường của vụ phá rừng. Về điều gì đang diễn ra, hãy cùng theo dõi qua phóng sự sau đây. Sau khi di chuyển vào khu vực đang thi công của thủy điện Sông Bồ thuộc xã Hồng Hà, huyện A Lưới, nhóm phóng viên tiếp tục leo ngược lên núi. Càng tiến lên đỉnh núi theo lối mòn, những dấu vết phá rừng càng xuất hiện dày đặc với những bia gỗ, những thân cây bị lâm tặc cưa xẻ để lại. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ băng rừng, chúng tôi đã có mặt tại đỉnh núi. Và đây là những hình ảnh mà phóng viên ghi lại được. Hàng chục gốc cây cổ thụ đã bị đốn hạ không thương tiếc. Nhiều cây có đường kính gốc lên đến 1,5 mét. Một số gốc có dấu hiệu cưa xẻ vẫn còn rất mới. Xẻ lần những gốc cây đã bị đốn hạ, nhiều cây cổ thụ khác bị cưa ngang thân. Có lẽ phát hiện những cây này có chất lượng không cao nên các đối tượng lâm tặc đã bỏ lại. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, chỉ trong vòng bán kính chưa đến 300 mét đã có hơn 10 cây cổ thụ bị đốn hạ. Và con số này có thể còn cao hơn nữa nếu chúng tôi có thời gian tiếp tục tiến sâu hơn vào rừng. Sau khi ghi nhận vụ việc, phóng viên đã liên hệ với hạt kiểm lâm hạt A Lưới để tiến hành kiểm kê, đánh giá số lượng gỗ rừng đã bị các đối tượng lâm tặc đốn hạ. Theo đó, số lượng cây bị đốn hạ là 11 cây, bao gồm các loài như gỗ chò, gò. Các cây có đường kính từ 0,6 đến 1,5 mét. Khu vực phát hiện phá rừng thuộc tiểu khu 287. Chủ rừng là nhóm hộ Hồ Văn Thức quản lý. Trước đó, cùng tại địa điểm này, ngày 8 tháng 1 năm 2019, hạt kiểm lâm A Lưới đã phát hiện tịch thu hơn 3 mét khối gỗ. Thông tin đó thì phải nói trước tiên là Hà cũng rất là cảm ơn là các anh đã có những chia sẻ thông tin. Và cũng là xem như cái thông tin này thì phải là hỗ trợ rất nhiều cho cái hoạt động của hạt trong thời gian tới. Thì chúng tôi cũng xác định rằng là một số khu vực chẳng hạn như là có những cái tuyến đường mở vào thì cũng là những cái vùng rất là nhạy cảm, dễ bị xâm hại. Thành ra là những cái khu vực đó thì Hà cũng đã có những kế hoạch phù hợp với chính quyền địa phương, các xã, cũng là các chủ rừng để tổ chức, nếu mà ấy thì có thể tổ chức tốt chặt để mình xử lý vấn đề. Thì cái thứ hai là cũng tuyên truyền rộng rãi trong bà con nhân dân. Người thứ ba thì cũng là nâng cao với trách nhiệm của chủ rừng. Theo tìm hiểu của phóng viên, gỗ sau khi xẻ thành hộp sẽ được vận chuyển ra khỏi rừng và chở đi tiêu thụ hoặc cất giấu bằng các loại xe máy đồ chế. Đây là những hình ảnh mà phóng viên đã ghi lại sau nhiều giờ mật phục trên tuyến đường quốc lộ 49. Càng về khuya, hoạt động vận chuyển gỗ ra khỏi rừng diễn ra càng nhộn nhịp. Những khúc gỗ có chiều dài từ 2 đến 3 mét được các đối tượng vận chuyển trên các xe máy đã được đồ chế. Di chuyển với tốc độ cao, với tiếng gầm rú đặc trưng của xe chuyên chở gỗ gây ra nỗi khiếp sợ đối với những người tham gia giao thông trên tuyến đường này. Điều đáng nói là các đối tượng lâm tặc vận chuyển gỗ trái phép như trốn không người, vượt qua các trạm kiểm soát lâm sản mà không có bất kỳ trở ngại nào. A Lưới với diện tích rừng tự nhiên lớn, nơi đây trở thành đích ngắm của những đối tượng lâm tặc bởi giá trị của các loài cây gỗ quý hiếm. Và thực tế trong thời gian qua, nhiều vụ phá rừng liên tiếp tại nhiều địa bàn của huyện A Lưới đã được phát hiện, đã cho thấy những bất cập trong công tác quản lý bảo vệ rừng.